Nhưng bất động sản có giá cả tỷ một mét vuông ngày một phổ biến và đã trở nên không còn quá xa lạ. Không biết rồi đây tương lai Việt Nam có sản sinh ra thế hệ ngại lấy vợ, sợ sinh con, dẫn đến tình trạng già hóa dân số nhanh chóng như những tấm gương trên thế giới đã từng không. Hôm nay em mời các bác đi xem một bất động sản view hồ Gươm, nhìn sang tòa nhà Hàm Cá Mập, là nơi giao điểm của năm tuyến phố lớn: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, cầu gỗ, hàng gai, hàng đào, quá trời đắc địa. Các bác có biết giá chào bán của bất động sản này là bao nhiêu không? 1 tỷ một mét vuông, quá rẻ. Vậy liệu có phải 2 tỷ một mét vuông không? Cũng còn chưa tới luôn các bác ạ. Vâng, giá chào bán chính thức cho bất động sản này là 2,8 tỷ một mét vuông. Có bác nào tư vấn giúp em? Ai sẽ là người phù hợp với bất động sản này có được không ạ?